Tại sao phần phía sau mà các mộ Trung Hoa đều phải trồng cỏ? Tại vì việc trồng cỏ nó sẽ phản ánh rất chính xác là cái khí mạch ở bên dưới lòng đất này như thế nào. Cỏ là một loại thực vật rất ngắn, rễ rất ngắn. Và mọi người không sợ là rễ nó sẽ đâm vào trong cái phần mộ bên dưới. Cái thứ hai nữa, nhìn màu sắc của cỏ, chúng ta sẽ biết được bên dưới mộ có nước hay không có nước. Nếu như mà cỏ màu xanh, xanh rờn, tức là bên dưới mộ nước rất là nhiều, hoặc là cỏ khô héo, chúng ta sẽ biết bên dưới rất là khô rang, rất là nóng. Như vậy thì màu sắc của cỏ nó sẽ cho chúng ta biết được rất nhiều điều về mộ phần bên dưới như thế nào, mà chúng ta không cần phải khai quật lên mộ có kết hay không kết, hoặc là mộ xấu hay là mộ tốt, thì hoàn toàn chúng ta có thể biết được. Một trong những cái lý do khác thì chúng ta luôn luôn quan sát màu sắc. Nếu mà màu sắc của bia mộ là màu sắc sáng, rõ, sạch sẽ, các bạn lâu ngày không đến mộ, các bạn đến viếng thăm, nhưng mà bia vẫn sạch, vẫn thoáng, vẫn sáng, giống như là mới hoàn toàn, cái đá nó vẫn rất mới. Vậy thì long mạch, cái khí mạch từ dưới lòng đất nó rất là mạnh, dẫn đến là mộ này, cái bia này hoàn toàn nhận được những cái khí rất là tốt, dẫn đến là con cháu sẽ làm ăn hưng vượng. Còn rất nhiều bia mộ, mặc dù thời gian mới vừa đặt xong 1-2 tháng, 1-2 năm mà lập tức cái màu bia đã xỉn xuống, hoặc là cái hình của người đó màu bắt đầu bị tối xuống dần, tức là con cháu đang làm ăn không tốt, do cái hướng độ đó, do vị trí đặt bia mộ đó bị sai một cái gì đó trong quá trình thực hiện về phong thủy. Do đó nhìn những màu sắc xung quanh đây, các bạn hoàn toàn có thể nhận biết được. Hoặc ví dụ như xung quanh phần bia mộ, chúng ta để ý xem có côn trùng hay không, ví dụ như là có kiến nhiều hay không, có tổ mối hay không. Kiến, tổ mối, đó đều là những sinh vật âm, nó biểu thị cho âm khí tại khu vực mộ rất là nhiều. Lưu ý, mộ tuy là của người âm, nhưng chúng ta muốn khu vực quanh mộ phải là dương khí. Như vậy dương và âm mới gặp nhau, chứ không phải là quá âm. Nếu như xung quanh là ẩm thấp, là rắn, là chuột, và kiểu như là kiến, hay là những cái con rết, hay là những cái con mối, các tổ mối mọc lên nhiều, khu vực đó không phải là khu vực tốt. Mặc dù chúng tôi biết rằng trong văn hóa Việt Nam, rất nhiều người nói là ồ, tổ mối mọc ở ngay chỗ mộ, tức là kết huyệt. Cái đó là âm, không phải là phần dương. Chúng ta luôn luôn muốn kết huyệt theo dương khí, không phải là theo âm khí. Do đó về mặt tâm linh, có một tổ mối là một dấu hiệu về mặt tâm linh, nhưng mà về mặt phong thủy, nó không phải là điều tốt. Do đó chúng ta đến với một trong những cái điều tối kỵ thứ hai, đó là những cái cây. Như các bạn thấy, ở quanh khu vực mộ phần thì chúng ta hạn chế việc trồng cây sát bên cạnh mộ. Nếu như chúng ta trồng cây, đảm bảo rằng, hãy đảm bảo rằng những cái cây đó, cái rễ nó không quá là xa, cái rễ không đâm vào trong phần mộ. Riêng việc trồng cây, hãy tìm hiểu các cái loại cây. Nếu các bạn trồng được cái cây tốt, cái cây rễ nó chỉ đâm thẳng xuống dưới đất mà nó không lan qua xa quá, thì chắc chắn cây đó các bạn có thể trồng được. Còn nếu mà các cây mà rễ đâm ngang, đâm vào trong phần mộ, thì điều đó hãy là một trong những điều tối kỵ, hãy hạn chế trong việc trồng cây.